Kính chào quý vị và các bạn đang dành thời gian theo dõi chương trình SaoCop của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều tiểu vùng khí hậu, huyện Bát Sát có nhiều nông sản đặc trưng là điều kiện thuận lợi để địa phương khai thác phát triển các sản phẩm đạt SaoCop. Từ vùng thấp tới vùng cao, nông dân đang liên kết với các hợp tác xã, doanh nghiệp để xây dựng vùng nguyên liệu tốt nhất cho việc chế biến sản xuất các sản phẩm. Đến thời điểm hiện tại, 24 sản phẩm OCOP của địa phương đều đang được quảng bá, giới thiệu trên các sàn thương mại điện tử, cung ứng tới thị trường cả nước. Hoàng sinh cô và cổ đào giềng đang được nông dân huyện Bát Sát trồng trên quy mô lớn. Tại địa phương đã có hai hợp tác xã kết hợp hai loại củ này cho ra sản phẩm miến đào sâm độc đáo. Sản phẩm miến đào sâm của hợp tác xã Miến Hưng Hiền và hợp tác xã Minh Phúc đều đạt chứng nhận SaoCop cấp tỉnh. Công thức sản xuất truyền thống được áp dụng khoa học công nghệ giúp các hợp tác xã tạo ra được sản phẩm đạt chất lượng và số lượng lớn. Thực tế, sản phẩm miến đào sâm có giá cao gấp đôi so với miến thông thường nên rất khó tiếp cận khách hàng. Vì thế, ngoài việc quảng bá trên các trang mạng xã hội, thì các hợp tác xã đã đến tiếp thị trực tiếp tại siêu thị các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước. Kết quả là, tại thời điểm trước Tết Nguyên đán 2024, các đơn hàng tăng cao, hợp tác xã dự tính cung cấp ra thị trường cả chục tấn sản phẩm. Hoàn toàn là các nguyên liệu từ bản địa và tự nhiên, không dùng một chất tẩy rửa hay hóa chất gì, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phù hợp ăn cho mọi lứa tuổi từ người già đến trẻ con. Thành phẩm của miến đào sâm thì là ăn rất là mát và không hề cồn ruột. Khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, huyện Bát Sát tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, mở ra cơ hội thuận lợi để người dân tham gia chuỗi sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Toàn bộ lượng thóc, sánh cù, thương phẩm đều được các hợp tác xã liên kết với hộ dân để sản xuất. Nhận thấy giá trị kinh tế từ loại lúa đặc sản, hợp tác xã này dự tính sẽ liên kết với nông dân để ổn định vùng nguyên liệu sản xuất lúa sánh cù theo tiêu chuẩn hữu cơ. Chúng tôi kết hợp với lại bà con để đưa ra cái quy trình trồng mà tiết kiệm được cái công chăm sóc, theo dõi sát sao cái dịch bệnh thì bà con sẽ hoàn toàn có thể tiết kiệm được cái chi phí trong quá trình sản xuất. Và từ đó là sẽ nâng cao được cái năng suất, đồng thời nâng cao được cái chất lượng. Là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc, đa dạng nền văn hóa, lợi thế này đang được khơi thông để xây dựng các sản phẩm đạt SaoCop. Khi củ khoai môn được xác định là một trong bốn cây trồng chủ lực của xã Cốc Mì, địa phương đang mở rộng diện tích, khuyến cáo nông dân áp dụng quy trình canh tác an toàn, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng. Địa phương cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành xây dựng đề án, hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu đến năm 2024, sản phẩm khoai môn Cốc Mì sẽ được chứng nhận là sản phẩm OCOP của địa phương. Số lượng thì em đã được gần 1 tấn khoai rồi, đang bán là giá 12.000 thì của em là từ hôm nọ đến bây giờ là đã được 12 triệu rồi. So với lại kinh tế trước đây, em thấy cái khoai này là nó rất là hiệu quả kinh tế. Trước mắt hoàn thiện, thành lập tổ liên kết sản xuất, làm cái giấy chứng nhận kinh doanh, phấn đấu hoàn thiện. Và đến năm 2024 sẽ được công nhận là sản phẩm của ông Cốp. Cùng với tuyên truyền, huyện Bát Sát đã vận động người dân thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, triển khai nhiều mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ, chỉ đạo các xã xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản chủ lực, tổ chức tập huấn về quản lý kinh doanh, chiến lược phát triển sản phẩm cho các hợp tác xã, chủ hộ sản xuất. Huyện cũng tập trung hỗ trợ các chủ thể thực hiện đăng ký sở hữu trí tuệ, kiểu dáng, nhãn hiệu, chỉ đạo các xã thực hiện chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhờ cách làm chặt chẽ này mà kết thúc năm 2023, huyện Bát Sát đã có 24 sản phẩm đạt xã OCOP ở cả cấp huyện và cấp tỉnh. Tiếp tục phát triển những cái sản phẩm mang sức mạnh đặc trưng của các vùng miền. Ví dụ như các cái sản phẩm dưa hấu, sản xuất chanh leo, khoai môn, những cái sản phẩm chúng tôi sẽ hướng tới. Bởi vì đây là những sản phẩm của người đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất ra và chúng tôi cũng mong là đối với các sản phẩm này thì sẽ phát triển thành các vùng sản xuất hàng hóa và người dân có thể là mở rộng diện tích để nâng cao được cái thu nhập cho mình. Đại hội Đảng bộ huyện Bát Sát lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng mục tiêu giá trị canh tác đạt 85 triệu đồng trên 1 hectare. Việc thực hiện thành công chương trình OCOP sẽ góp phần nâng cao giá trị trên một diện tích canh tác, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm, tạo thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời mở ra cơ hội thuận lợi để người dân tham gia các chuỗi sản xuất, nâng giá trị hàng nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình SaoCop của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Xin kính chào tạm biệt.